sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt trong thời gian vừa qua, có liên quan đến vụ lùm xùm với một vị nghệ sĩ, và nhân vật này không ai khác chính là anh Duy Nguyễn. Xin chào anh có thể gửi lời chào đến với các độc giả của Tin Vấn VN trong buổi trò chuyện hôm nay. Chào MC dễ thương. Kính chào tất cả fan của kênh truyền thông Tin.vn. Đây là lần đầu tiên Duy Nguyễn nhận lời livestream trên một kênh truyền thông khác, nên có gì đó nó sai sót, nên có gì đó nó không được như ý, thì mong các bạn lượng tình, thông cảm, tha thứ cho mình nha. Dạ, anh Duy Nguyễn này, trước khi mình bắt đầu câu chuyện thì anh có thể share đường link của Tin.vn về trường của mình đó, để fan của mình có thể tìm theo dõi được sự kiện hôm nay. Cái gì đó là chắc chắn rồi. Dạ. Không những anh xe về một trang mà còn xe về nhiều trang nữa. Anh cảm thấy rất là may mắn và vui vẻ khi mà dư luận trong thời gian gần đây đã có cái nhìn nó nhiều chiều hơn và cũng hiểu anh nhiều hơn, cũng thông cảm, sẻ chia và đón nhận cái sự tha thứ, sửa lỗi từ anh. Anh rất vui vì điều đó. Vậy thì sau sự việc đó thì cuộc sống cũng như công việc của anh có ảnh hưởng gì không? Phải nó ảnh hưởng như thế nào? Chắc chắn là ảnh hưởng nhiều lắm chứ em. Tự nhiên mình được nổi tiếng khắp Việt Nam mà cả thế giới nữa, chỉ trong một ngày thôi. Thì nếu em làm đó thì cái tâm trạng nó như thế nào? Nó hoang mang, nó lo lắng, nó ngoài tầm kiểm soát. Lúc đó là anh không kiểm soát được trong một hai ngày đầu, thì nó nặng nề tâm lý lắm. Và công việc làm ăn nó cũng vậy, đối tác cũng gọi điện thoại, nói thăm khách hàng người ta cũng gọi, người thân cũng gọi liên tiếp. Nhưng mà sau những ngày vừa qua thì báo chí cũng đăng lên nhiều cái bài để cho gia đình anh và bạn bè, người thân, fan hâm mộ và khách hàng có những cái nhìn nó đa chiều hơn. Tất nhiên những người mà thân anh thì họ hiểu anh, còn những người mà họ không biết anh từ trước á, họ chỉ biết một sự kiện đó thì phải nhờ những cái bài truyền thông khác để cho họ hiểu hơn về câu chuyện, sâu chuỗi vấn đề, để từ đó họ lượng thứ cho anh. Và anh cũng họ đã dần họ tha thứ cho anh. Trong sự việc này thì có khi mà cái sự việc nó chưa rõ ràng thì sẽ có những người quá khích, người ta gọi là nhắn tin, người ta hăm dọa, đe dọa, hoặc là người ta đến trụ sở công ty hiếu kỳ, họ nhìn vào, họ chụp hình selfie. 12 giờ đêm mà tự nhiên có chiếc xe hơi mà nó chạy thẳng lên nhà cái kịch, đứng lại hai đại ca kia xuống chụp hình xong rồi có đại ca nọ thấy chưa đẹp, xóa đi em, chụp lại tấm khác. Nó là tức là có rất là nhiều cái đối tượng hiếu kỳ, có kích động, có theo dõi, có họ đến công ty, họ tìm hiểu, họ vòng một vòng và họ khủng bố tâm lý của những nhân viên. Tức là trong những em nhân viên của anh có những em nhân viên họ theo anh trong những cái chương trình quay video vlog này nọ kia, họ nhìn thấy mặt thì họ cũng vẫn khủng bố luôn. Nên nói chung là cái sự ảnh hưởng nó khá là nặng, nhưng mà những ngày gần đây thì nó đỡ lại rồi. Nó cũng là một tín hiệu nó vui mà muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người bớt lo lắng. Ngoài những cái ảnh hưởng tiêu cực về bản thân mình cũng như người thân xung quanh mình thì anh thấy sự việc này có mang lại cho anh một ảnh hưởng gì tích cực hơn một xíu không anh? Tích cực là có. Tức là có những cái lượng fan hoặc là những lượng người họ không biết anh trước đây, thì bây giờ họ biết anh qua một cái sự kiện này thì họ tìm hiểu anh về những cái sự kiện trước nữa, họ sâu chuỗi lại với nhau rồi họ tìm ra một người Duy Nguyễn nữa. Nó cũng nó khác, thì từ đó họ hay nó ngắn gọn á là có được một lượng fan mới, có được một lượng khách hàng mới và có được những người anh em ủng hộ Duy Nguyễn mới. Dạ, đó là những người mà trước giờ chưa biết đến mình đúng không anh? Đúng rồi em. Họ tìm hiểu ra câu chuyện và họ ủng hộ. Chính xác, chính xác. Trong một cuộc trao đổi trước với Tin đó thì anh Trường có nói là anh Trường tin rằng
rằng việc kinh doanh không những không giảm mà còn tăng, thì anh suy nghĩ như thế nào về này? Cái đó là góc độ của trường nói vậy thôi, tức là trường thì đương nhiên là cũng nói cho nó lạc quan này nọ kia thôi. Còn cái chuyện mà nó tăng hay nó giảm á là do mình, do anh Duy và do công ty BPT họ đón nhận cái luồng dư luận này như thế nào và cách xử lý khủng hoảng truyền thông nó như thế nào nữa. Thì theo những cái phản hồi tích cực của công ty dạo gần đây á, thì cái điều trường nói là đúng. Có những cái lượng khách hàng người ta không tập gym, không có gì cả, người ta chỉ nói là thôi giờ chỉ mua hàng để ủng hộ cho tinh thần Duy Nguyễn, ủng hộ cho một người chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống phản biện đó, chỉ đơn giản vậy thôi, mua hàng uống không tập gym. Và có những người Việt kiều bên nước ngoài, bên Mỹ, họ sẵn sàng họ chuyển tiền cho BPT cái gói tập 3 năm luôn, 3 năm là mười mấy triệu đó, nhưng mà họ không tập, họ bên Mỹ sao họ tập được, họ chỉ để ủng hộ thôi, khi nào về Việt Nam thì ghé thăm Duy Nguyễn. Cái điều đó là Duy Nguyễn rất là trân trọng, cái đó là những tình cảm thật của những con người thật trong xã hội này. Và nhờ họ thì nó làm cho anh vững tin hơn, làm cho anh cảm thấy mình cần phải hoàn thiện hơn để xứng đáng với những người đó. Sau vụ lùm xùm vừa rồi thì với những cái tác động tích cực cũng như tiêu cực thì anh có rút ra được một bài học gì cho bản thân của mình hay là kinh nghiệm về sau này không? Có. Anh cảm thấy anh cần phải sửa chữa cái sai lầm, cái khuyết điểm của anh. Cái sai lầm, cái khuyết điểm của anh là khi mà lên chương trình live stream anh phản biện chống những đối tượng mà xuyên tạc đất nước Việt Nam á, thì dùng những lời lẽ nó gắt và nó gây cái sự gọi là hiểu lầm cho người khác, thì cái đó là cái anh phải sửa. Thì anh muốn sửa đổi bản thân về ngôn từ, về thái độ đó, để tạo ra một cái môi trường mạng xã hội nó lành mạnh, để cho khách hàng hay là để cho đối tác hay là để cho những fan hâm mộ nhỏ không bị tiêm nhiễm bởi những cái ngôn từ mà mình có thể dùng từ là gây sốc trước đây của anh. Và chắc chắn anh phải sửa đổi vì điều đó, đó là cái kinh nghiệm xương máu. Và anh nghĩ rằng cái vụ việc nó đến lúc này rất là đúng lúc để anh nhìn lại anh và để anh sửa chữa. Chứ nếu mà không có sự việc này thì nhiều khi anh cũng không sửa chữa cái đó, thì anh sẽ còn thêm tệ hơn trong tương lai nữa. Có một thắc mắc là trong cuộc trao đổi trước thì bên phía anh cũng có nói là sẽ gửi cho cơ quan chức năng những hình ảnh clip mà cá nhân gây ảnh hưởng hay phá hoại tài sản công ty. Thì về vụ việc này bên anh đã xử lý đến đâu rồi? Thì trên góc độ là doanh nghiệp và trên góc độ là công dân của nước Việt Nam thì anh luôn sống và làm việc theo pháp luật. Thì tất cả những cái sự việc đó thì anh đều gửi cho cơ quan chức năng, cụ thể là địa phương của nơi mình cư trú và nơi mà địa chỉ công ty nó tọa lạc. Thì phía chức năng họ sẽ có những cái quy trình nghiệp vụ để họ tiếp tục những cái hình ảnh video mà gọi là anh gửi cho họ, thì cái việc họ làm thế nào thì anh không biết được. Vậy là vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý. Đúng rồi em, vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý và tiếp tục xử lý. Bên cạnh mình thì luôn luôn có những khán giả, những fan hâm mộ, những người thân ủng hộ mình và tin tưởng vào bản thân của anh, thì anh nhận thấy như thế nào về sự tin tưởng của mọi người dành cho mình? Anh rất vui và anh rất tự hào khi mình gọi là mình có sự cố, khi mình gọi là mình ngã thì mới biết đâu là bạn và đâu là bè. Thì anh rất là vui và tự hào khi có những người bạn khắp nơi ở đất nước Việt Nam này, cụ thể là các bạn ngoài Bắc, ngoài Hà Nội, miền Nam, miền Trung, nói chung tất cả mọi miền, và trong và ngoài nước luôn lên tiếng nói ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ, họ lên tiếng nói luôn chứ họ không phải là chỉ là nhắn tin này nọ kia. Nó rất là mạnh mẽ, phong trào rất là mạnh mẽ, họ lên tiếng ủng hộ và họ có những cái tư vấn, những cái động viên, những cái khích lệ, nó làm cho cái tinh thần của anh nó đỡ hơn. Và anh cảm thấy là cái cuộc đời này có những người luôn đồng hành với mình thì mình phải sống sau đó, mình phải sửa đổi sau đó để cho xứng đáng với những người họ tin tưởng mình, họ ủng hộ mình. Dạ. Với nhiều sự động viên và ủng hộ từ nhiều người như thế thì có cái lời động viên nào mà anh nhớ nhất, ấn tượng nhất không? Thì thật ra hình ảnh của anh trên mạng xã hội trước đây là một hình ảnh khá tự tin. Dạ. Có một chút xíu nó rất là ngạo nghễ. Thì họ chỉ nói với anh rằng Duy Nguyễn đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở từ một người trắng tay để trở thành một doanh nhân trẻ ở lứa tuổi 35 mà thành đạt, mà gây sức ảnh hưởng như vậy. Thì họ không tin rằng những cái sự cố này có thể làm gục ngã được Duy Nguyễn, và họ tin tưởng Duy Nguyễn sẽ đứng lên từ cái nơi mình đã ngã xuống. Thì cái đó là cái chung mọi người đều nhắn cho anh như vậy, và cũng cảm thấy cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cần phải gọi là kiên cường hơn nữa để mình đứng dậy. Tại sau lưng của mình còn một công ty, sau lưng của mình còn
những fan hâm mộ, sau lưng của mình còn hàng trăm gia đình khác. Bây giờ mình khoan nói thêm về công việc của người hâm mộ đi, giờ mình chia sẻ về cuộc sống của anh ha. Em được biết thì ngày xưa anh là một người gầy gò, thân hình gầy gò. Đúng rồi. Và bây giờ mình là thành công trong cái lĩnh vực và thể hình như vậy, thì đâu là động lực để anh phát triển đến bây giờ? Động lực thì nó có những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất á, anh là sinh ra ở Bến Tre. Mà em biết Bến Tre là gì không? Bến Tre là quê hương đồng khởi. Đó, nên cái tinh thần gọi là cái tinh thần cách mạng á được truyền dạy cho anh từ rất là nhỏ. Đó, nên anh thấm nhuần cái câu là khỏe, đẹp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đó là một nha, đó là khẩu hiệu. Đó là khẩu hiệu thôi. Rồi còn cái khẩu hiệu tiếp theo á là hồi nhỏ anh thích xem truyện Sudoku á, em có biết nhân vật Sudoku Kakarot đâu? Đó, đầu vàng. Tóc em thấy bắt tay của anh. Đúng rồi, đó. Mà anh cảm thấy tại sao người đó đẹp quá mà mình lại ốm yếu, mình nhỏ quá, thì mình phải đi tập gym. Mình phải đi tập tạ. Hồi đó dưới quê gọi là tập tạ. Và năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn anh học á, là đáng lẽ là như người ta là người ta thi, luyện thi đại học. Còn không, anh bỏ luyện thi luôn. Anh gọi tập tạ luôn, đăng ký vô 40.000 tháng tập từ đó tới bây giờ. Nó chỉ gián đoạn những lúc mà anh đi làm, lúc mà anh mới ra trường đi làm thì công việc nó chưa thu xếp được thì anh có bỏ tập 5 hay 2 năm. Nhưng mà cũng vẫn duy trì đều đều. Giờ nói chung mục tiêu của anh là gì? Sức khỏe. Có sức khỏe thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Đầu óc mình nó minh mẫn hơn, mình tự tin cuộc sống hơn. Nói chung là sẽ thành công hơn. Cũng vì những suy nghĩ tích cực như vậy mà mình đã thành công đến bây giờ. Và anh thành lập công ty đến bây giờ là đã được bao nhiêu năm? Và có gặp những khó khăn gì ở những ngày đầu mới làm không anh? Cũng 10 năm rồi đó em, cũng gần 10 năm rồi đó. Tất nhiên thì anh đi đầu trong lĩnh vực nó hoàn toàn lạ, giống như là cái nãy em hỏi anh là cái này là cái gì. Thì thật sự anh rất là khó giải thích cho một người như em nó là cái gì. Thì anh chỉ nói nó là sữa thực phẩm bổ sung dành cho người tập thể hình đó. Thì anh cảm thấy bây giờ tập thể hình á thì cần phải có cái gì, cần phải có phòng gym, đúng không? Xong rồi tập về phải ăn, thì anh đầu tư vô hai mảng luôn. Anh đầu tư cái phòng gym và đầu tư luôn thực phẩm, và anh là giống như đầu tư cũng khá là bài bản và là một trong những cái ngọn cờ đầu trong ngành, nên cũng may mắn nó có cái việc đó nên anh cũng thành công. Với một người gọi là thành công cả về gymmer rồi là youtuber với những cái bài tập luyện về rèn luyện cơ thể này, còn là một CEO thành công nữa, thì một ngày làm việc của anh diễn ra như thế nào? Anh làm việc tất cả. May mắn là những năm gần đây nó có cái này, cái smartphone, thì anh không ngồi máy tính nhiều nữa, nhưng mà anh luôn cầm cái smartphone. Anh làm việc tất cả, tức là lúc mà anh mở mắt anh ngủ dậy cho tới lúc anh nhắm mắt là anh cứ điều hành công việc qua smartphone này. Và sau lưng anh là có những trợ lý tuyệt vời. Giống như là hôm nay đi đến đây là có những cái bạn này trẻ thôi, trong công ty còn những người khác nữa. Đó, luôn ủng hộ anh, luôn đồng hành anh, luôn sẻ chia công việc để cho giúp cho anh và công ty đạt được những cái sứ mệnh nó cao hơn trong tương lai. Như vậy thì ngoài những lúc làm việc, tập luyện hay là chơi bida thì anh biết có chơi bida luôn. Biết là chơi bida luôn. Em tìm hiểu vậy. Thì anh có một cái sở thích đặc biệt nào khác không, có thể chia sẻ cho các bạn? Tập luyện rồi chơi bida, chơi game nữa, đi du lịch nữa. Nói chung là con người anh là cái tính hướng nội, hướng ngoại. Con người anh tính hướng ngoại và anh sống thiên về cảm xúc. Anh sống thiên về cảm xúc, tức là cái qua cuộc nói chuyện á, thí dụ như em nói chuyện với anh mà cái cảm xúc của anh nó lên á, nó chịu rất là hưng phấn. Đó, mà khi mà anh buồn cái cảm xúc của anh, nói chung là người anh nó vậy đó. Nên anh cũng giao tiếp ở ngoài đường, ngoài đời anh cũng rất là thân thiện, vui vẻ với tất cả mọi người mà anh tiếp xúc. Còn ở trên không gian mạng á thì tại vì anh làm cái luận điểm là chống xuyên tạc của những đối tượng thù địch Việt Nam, nên nó có những cái gốc những cái con người khác ở trên mạng thì nó hơi gắt, nó hơi sốc đó này đó kia, nên anh mới nói cho anh câu là cái con người của anh ở ngoài nó khác nhiều lắm so với những gì trên mạng mà còn thấy qua một cái video TikTok chưa tới 1 phút. Dạ, về cái vấn đề này thì một tí nữa chúng ta sẽ trò chuyện sau. Còn bây giờ thì mọi người nhìn thấy cái hình của anh thì rất là thích rồi, thì anh có thể là chia sẻ về số đo của giống như là cơ thể của mình, cơ bắp của mình chẳng hạn, thì anh có thể chia sẻ tiết lộ về cái gì? Cái số đo thì anh sẽ chia sẻ với em trong một cái giống như là lần gần nhất anh đo, tức là ngày trước á anh cao 1m72, thì bây giờ chiều cao chắc không đổi rồi, mà nặng 73-74 kg. Giờ chắc thì nó ú hơn chút xíu, mà chắc giờ cũng phải là 76-77 kg rồi đó. Đó, cái tỷ lệ mỡ của anh trong cái thời điểm mà anh đẹp á là duy trì á là 8%. Đó, tỷ lệ cơ bắp là 40 kg. Còn bây giờ anh nghĩ chắc giờ nó phải là 11-13% mỡ rồi. Cơ bắp thì nó vẫn giữ vậy, cơ bắp thì nó không giảm. Dạ, cơ bắp 40 kg chắc cũng bằng em rồi.
Cơ bắp 40kg là bằng 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 khối lượng của em. Khối lượng của em. Dạ, vậy thì với cái việc mà mình có thân hình to khỏe và bạn vợ như vậy thì ngoài cái những tích cực mà mang lại thì có gặp khó khăn nào trong cuộc sống của anh không? Có. Nhiều khi mặc những áo này nè, là anh muốn nhiều khi tùy vải nha, vải mềm mềm thì tự cởi được, còn vải mà nó cứ cứng á, anh phải nhờ hai bạn của anh cởi ra. Tại giờ ta lên cởi đâu có được. Đó là những cái khó khăn, đó khó khăn khi mà chọn trang phục. Cái khó khăn nhất là chọn trang phục thôi. Thì cái trang phục mà nó phải phù hợp với zimmer thì mặc nó mới đẹp. Còn bây giờ thí dụ như anh ra mua cái áo CK đó, nó có tới 10 cái hàng, 10 cái 10 loại áo được, anh lựa cực lắm chắc được một loại mặc phù hợp. Nên những cái áo đây á, em thấy anh là design. Đó là anh design cho zimmer, quần của anh cũng design luôn. Nên nó mặc nó mới vừa được, chứ còn trang phục của zimmer là một điều cực kỳ khó. Em thấy lượng người quan tâm theo dõi anh trên mạng xã hội thì rất là đông. Vậy thì bình thường khi anh đi ra ngoài thì họ có nhận ra anh không và phản ứng của họ như thế nào? Nhận chứ. Khi anh đi ra ngoài hầu như là nhận ra rất là nhiều. Và thường thường là các bạn trẻ sẽ xin chụp hình với anh làm kỷ niệm, hay là bắt tay, hay là chào hỏi. Thì khi đi ra ngoài đường gặp một chiếc xe hơi khác nó chạy cùng chiều, xả kính xuống chào, là mình chào lại. Nói chung là rất là thân thiện, rất là vui được cái anh em cộng đồng quý mến. Hoạt động trên mạng xã hội cũng rất nhiều, nhưng em ít thấy anh chia sẻ về cuộc sống riêng tư, có nhiều chuyện tình cảm. Thì nhân đây anh có thể chia sẻ một chút xíu về chuyện này không anh? Tại vì á, anh quan điểm rằng á, cái Facebook của anh là Facebook người nổi tiếng, thì anh rất là hạn chế những chuyện riêng tư. Hầu như những chuyện riêng tư không bao giờ post trên Facebook hay là post đâu cả. Tại vì mình là người nổi tiếng thì mình đem những người khác đi vô cái sự nổi tiếng của mình thì chưa chắc là tốt cho họ. Thí dụ như bây giờ anh giống như đại loại, xin lỗi em, anh giờ anh chụp chung tấm hình, anh post tấm hình lên, anh nói là người yêu mới của anh, và lúc đó là cuộc sống của em nó sẽ bị xáo trộn. Đó là lý do mà những cái gì là riêng tư không bao giờ anh post. Và anh xài Facebook, anh đã xác định rồi là Facebook bây giờ nó là một cái mạng xã hội, nó mang tới chất truyền thông và cho công việc nó quảng bá và nó chia sẻ, thì nó nên dừng cái mục tiêu đó, chứ đừng nên post cái này post cái kia mà nó gây tổn hại cho người khác. Bây giờ mình sẽ quay lại câu chuyện về livestream trên mạng xã hội. Thì có một cái khái niệm là đen, đối với anh thì nó xuất phát từ đâu và nó bắt đầu từ thời điểm nào? Đam tức là sát thương, một từ trong game tức là sát thương chí mạng đó. Nó xuất hiện cách đây chắc cũng 2 năm mấy 3 năm rồi. Thì tại sao có cái chương trình đam này? Thì như em biết cái bây giờ khi mà mạng xã hội nó phát triển ngày càng bùng nổ, thì những cái thông tin xấu độc trên mạng nó rất là nhiều, nó ảnh hưởng tới sự phát triển chung của Việt Nam, ảnh hưởng tới sự hòa giải đoàn kết dân tộc đó. Nên anh mới có chương trình này để em phản biện lại những cái quan điểm sai trái đó, phản biện lại những cái điều mà không tốt cho đất nước và con người Việt Nam. Mà khi mà phản biện, anh dùng cái ngôn từ nó khá là sốc, nó khá là sát thương, để cho cái người mà phản biện với anh đó họ thua một cái cú họ bật luôn á. Thì đó là cũng là một cái nét riêng của anh. Nhưng mà cái nét riêng của anh đó thì có khi nó phù hợp với cái thế giới này mà nó không phù hợp với cái thế giới khác. Đặt vô mấy bạn trẻ mà xem video một phát một là bạn thấy sao anh này nói chuyện nghe sốc vậy, anh này nói chuyện nghe láo vậy đó. Thì cái chữ đam của anh nó là như vậy. Em có xem một số clip của anh có trong phần comment, và ngay trong chính livestream này luôn có nhiều bạn vào comment bảo là 3 triệu. Đúng. Thì 3 triệu này là gì anh giải thích? Rất được vui để trả lời chính thức một trên kênh truyền thông khái niệm 3 triệu. Dạ. Tại vì á, trong chương trình đam của anh có những khách hàng là trẩu tre là gì, tức là những cái người mà nói chuyện cái kiểu con nít mà kiểu mà không có văn hóa, cái kiểu mà tầm bậy tầm bạ, thì anh đánh giá là trẩu tre. Mà khi trẩu tre thì anh lít tay, anh nhứt dương chỉ, anh lót một cái. Dạ. Thì bạn nó bị lót đúng không? Thì cái điều kiện mở lót là gì? Bạn phải cầm 3 triệu tới công ty BBT của anh, hoặc là tập gym, hoặc là bua sức. Thì cái 3 triệu này có hai ý nghĩa. Một là bạn có tiền mà bạn đã lỡ sai thì ok, bạn dùng đồng tiền bạn sửa sai. Cái thứ hai nữa đó là bây giờ đó là một bài học cho bạn đó, một bài học cho bạn đó để bạn đó hiểu được rằng là mình đã sai điểm này và sau này không sai điểm nữa. Còn nếu mà bạn không có gì cả thì thôi, lúc đó là duy không quan tâm tới bạn luôn. Bạn tiền bạn không có, đức bạn cũng có, thì có lý do gì để mà tiếp tục livestream qua lại mà lời qua tiếng lại với nhau thì cho nó mệt. Chúng ta nên cặp mặt nhau trên mạng xã hội. Đó là ngày trước nha, còn bây giờ thì có thể là nó hiền là một chút xíu. Cái đối tượng 3 triệu nó sẽ không nhiều nữa. Một câu chuyện rất là thú vị, và không biết là những vị khán giả đang theo dõi livestream thì có những câu hỏi gì dành cho anh Duy Nguyễn hay không, thì chúng ta cũng có thể comment vào trong để anh Duy Nguyễn có thể theo dõi và trả lời cho các bạn nhé. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì trên
Về phần live stream của anh, về cái lượng khán giả mà anh bảo là trậu tre đó, thì anh có những cái hôn hơi gắt đúng. Chút xíu thì có người nhận xét là nó hơi tục nữa đúng. Đó thì về phần này thì anh có giải thích như thế nào? Anh không giải thích, điều em nói là đúng. Anh có nghe xem lại, anh nghe lại và anh thừa nhận. Thì như anh nói là lúc đầu livestream, đây là một cái bài học để anh chấn chỉnh lại cái tác phong và cái ngôn phong của mình. Thì trong những chương trình livestream tiếp theo, cái lý tưởng anh sẽ không đổi, cái mục đích anh vẫn không đổi, nhưng mà cái ngôn từ, cái phát ngôn anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không dùng những cái ngôn từ mà nó tương đối, nó dung tục một tí để sát thương cái đối tượng phản biện, mà anh sẽ dùng từ nó nhẹ nhàng, nó vừa phải hơn, để nó mang lại một cái sự như nói là văn minh hơn trên mạng xã hội cho đại đa số đối tượng người ta nghe. Dạ. Đó là sẽ sửa đổi. Thường thì những cái chủ đề chính nào mà anh thường hay phản biện nhất? Thường á, thì chương trình livestream của anh là chương trình không phải là có chủ đề, tức là anh mở ra chương trình livestream vào ngày tháng 5 giờ đó, thường 8 giờ 10 giờ gì đó lên livestream, thì tất cả những đối tượng ở dưới sẽ đặt câu hỏi. À, dạ. Mà trong chương trình của anh thì có hai đối tượng mà đặt câu hỏi gai góc nhất, đó là đối tượng anti-farm trong nước, và đối tượng thứ hai là những cái thế lực phản động trong và ngoài nước. Họ đặt những câu hỏi rất khó búa về chính trị và về lịch sử đó, thì anh phải phản biện những cái đối tượng đó. Thì họ đặt cái gì anh phản biện được hết, do đó anh mới có cái nickname là Thánh Đam. Cái chữ Thánh Đam tức là chưa có một lĩnh vực nào mà anh chưa phản biện được đó, nên khi phản biện nhiều quá nó cũng gây thù chuốc quán trên mạng nữa. Thì cái đó anh cũng thấy mình cũng cần phải tiết chế được một chút định. Em đọc comment có một số bạn khán giả bảo là hỏi về sáng tác của anh Duy Nguyễn, thì không biết anh Duy Nguyễn sáng tác gì mà các bạn hỏi thế ạ? À? Thật ra thì anh sáng tác nhiều lắm, anh sáng tác thơ rất là nhiều. Nó hồi cái thời anh đi học á, thì người ta mệnh danh anh là Xuân Diệu Hai, tức là trong trường trong lớp thôi. Tức là anh cũng có những cái bài thơ tình rất là lâm ly bi đát. Còn cái sáng tác mà các bạn đề cập ở đây á, là sáng tác hai lĩnh vực. Một là nhạc cho thể hình. Cái nhạc cho thể hình em nghe là cái nhạc mà mấy cái nhạc non stop đồ đó là của thị trường thôi. Còn anh có những cái bài hát chuyên về thể hình, giống như là Gym Phục Vụ Cuộc Sống, Khí Phách Gymer, đó là những cái bài mà nhạc về thể hình nhiều lắm, mười mấy bài rồi. Còn có một cái ca khúc mà các bạn đề cập ở đây mà Duy muốn giới thiệu với các bạn, đó là ca khúc Việt Nam Tôi Đây. Việt Nam Tôi Đây là một ca khúc về đất nước, về quê hương. Nó khẳng định tầm vóc của người Việt Nam chúng ta, nó đang cố gắng từng ngày để như lời Bác là vua Hùng đã có công dựng nước, chúng bác cháu ta cũng phải giữ lấy nước. Thì ngày xưa thế hệ cha anh chúng ta đã hy sinh đó để đổi lấy sự độc lập cho đất nước Việt Nam này. Thì thế hệ trẻ của anh và các em ở đây, chúng ta phải xây dựng đất nước Việt Nam cho nó vững mạnh, tùy thuộc vào cương vị của từng người. Dạ. Anh là một người cũng theo dõi về thơ, về nhạc nhiều, thì chắc là một người rất là lãng mạn, lãng tử đúng không anh? Thì gia đình của anh cũng như là người vợ của mình, thì anh đã có gia đình hay chưa ạ? Tất nhiên thì những cái điều anh nói á, là những cái gì thông tin của anh á, thì anh không bao giờ, thông tin cá nhân á, thì không bao giờ anh trả lời. Thông tin cá nhân của anh không bao giờ trả lời. Dạ, có một số bạn tò mò nên là... Trước vẫn vậy và sau vẫn vậy, những cái thông tin cá nhân. Có một câu hỏi rất là cơ bản đó nha. Có bạn Nguyên hỏi là BBT là gì, vậy anh Duy? Thì anh có thể giải thích ngắn gọn về cái khái niệm BBT này cho bạn. BBT á, là tên công ty anh, Body Building Technique. Là kỹ thuật thể hình đó, tên công ty anh đơn giản BBT là vậy thôi, nhưng thật sự giải thích nó dài nhưng mà nó ngắn gọn là vậy. BBT là tên công ty của anh. Còn cái khái niệm mà các bạn trên mạng xã hội chọc anh á, tức là nó là BBT là Boy Bến Tre. Dạ. Tức là ý anh là con trai mà quê ở Bến Tre. Dạ. Nên dùng cái chữ là Boy Bến Tre. Dạ. Ở trên mạng em đọc thấy có nhiều người gọi là Chim Chúa nữa, thì không biết cái danh xưng này có ý nghĩa gì với anh hay không? Cái Chim Chúa là cách anh đặt, tự anh đặt và bây giờ được xã hội nó công nhận. Tại vì anh đặt để anh đánh dấu thương hiệu em. Dạ. Anh làm ăn mà anh đánh dấu thương hiệu Xin Chúa đó, để cho mình có những cái khái niệm giống như cái phăng nam trên mọi mặt trận đàng hoàng, mặt trận người lớn thì cũng có, mặt trận mà dành cho bạn trẻ thì cũng có, mặt trận dây sóc sóc thì nó cũng nên có. Đó là chẳng qua là thương hiệu thôi. Dạ. Như là một người đi đầu đúng không anh? Có thể nói vậy. Bây giờ chúng ta để chương trình của chúng ta thì cũng có thời lượng nên là mình bàn một chút xíu về các dự định tương lai của anh ha. Vậy thì trong thời gian tiếp theo thì anh có tiếp tục làm livestream hay không, và những cái chủ đề mà anh hướng đến trong tương lai này? Thì nếu mà anh không làm livestream nữa thì anh sẽ phản biện tất cả những người, anh phản bội tất cả những người hâm mộ của anh, những người dõi theo và đồng hành anh trong thời gian trước đây và vừa qua. Thì tất nhiên anh vẫn làm livestream để anh đóng góp cái tiếng nói, cái quan điểm
để từ đó để giúp cho cái lý tưởng của anh là lý tưởng là chống chống những luận điệu xuyên tạc phản biện, mà hay đó là dìm hàng Việt Nam, hay là nói chung là có hai chữ tự nhục đó, cái chữ tự nhục là tự nhục về đất nước, thì chắc chắn anh sẽ làm live stream tiếp để phản biện và anh đóng góp trên mặt trận đó, cũng như tạo cho mấy bạn trẻ, nhất là mấy bạn trẻ có suy nghĩ rất lệch lạc đó, nên anh chấn chỉnh lại để cho các bạn trẻ có những suy nghĩ nó tích cực hơn về đất nước, để từ đó mà lo đi học, lo đi làm, để đi kiếm tiền mà nuôi sống bản thân, rồi từ đó đóng góp cho gia đình và xã hội. Chứ bây giờ cứ nằm một chỗ rồi xem những thông tin xấu độc, xong rồi bất mãn, xong rồi dẫn tới nghèo, rồi dẫn tới thất nghiệp thì thôi, làm gánh nặng cho đất nước chúng ta. Rồi lại lên mạng xã hội than vãn đúng không? Đúng rồi. Anh có nói về việc thay đổi cấu trúc trang trại trâu thì anh có một cái kế hoạch cụ thể nào cho việc này chưa? Thay đổi, tức là thay đổi cụ thể như thế nào? Có. Thứ nhất là cái tên trang quay của anh là Trang Đam Trẩu, thì bây giờ anh tính đổi một xíu, nhưng mà hiện tại đổi chưa được, nên anh phải giữ như vậy. Còn cái nội dung đam á, thì anh sẽ không đi vào những cái vấn đề cá nhân, anh sẽ không đi vào những cái vấn đề mang tính chất nhóm này nhóm kia, hay là người này người nọ, mà chỉ đam về cái chung, đam về những cái quan điểm về Việt Nam, về lịch sử, về định hướng, về chính sách, về quan hệ thế giới ABC, trên góc độ sẻ chia và khẳng định. Khẳng định ở đây là gì? Không phải ví dụ như sẽ chia, ví dụ mình nói giờ em anh nói vậy này em thấy có đúng không, mà anh thấy đúng không, đúng phản biện lại anh nghe, như vậy nó quá mềm, nó không phải là đam, mà là trong cách nói của anh có yếu tố khẳng định nhưng mà không xúc phạm, mà nó không xúc phạm, lời lẽ nó tiết chế lại so với trước, không dùng những, không đi vào cái vết xe đổ của anh ngày xưa nữa. Vậy thì cái kế hoạch gần nhất hoặc là dự định sắp tới đây này gần nhất thì anh sẽ làm gì? Thì anh vẫn điều hành công ty, anh vẫn phát triển công ty, anh vẫn làm việc với team về những dự án về thể hình, về những dự án tập luyện, dạy tập gym, tất cả các thứ, hướng dẫn ăn uống, chia sẻ kinh nghiệm trong ngành gym và xã hội. Thì anh làm những cái vlog về đời thường, tức là bây giờ đời thường cuộc sống của anh trải qua cái gì á, thì anh cảm thấy thú vị thì anh chia sẻ, cái đó là dạng vlog. Còn cái dạng mà live stream phản biện và đam thì vẫn theo cái nội dung là chiều hướng là đam về lịch sử, như quan hệ như nãy nói đó, nhưng mà ngôn từ nó thay đổi, nó nhẹ nhàng hơn để cho mọi người nó dễ nghe hơn. Để mà khép lại chương trình live stream ngày hôm nay thì còn câu hỏi nữa thôi. Em muốn anh có những cái lời gửi gắm gì đến với khán giả, những người ủng hộ mình cũng như là... Cái lời gửi gắm với khán giả thì anh rất cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với Duy Nguyễn ngày thời gian vừa qua. Thì các bạn đã tiếp cho Duy Nguyễn một cái luồng sức mạnh nó vô hình và nó mạnh mẽ, để Duy Nguyễn có thể đứng dậy nơi mà Duy Nguyễn gấp vấp ngã, và Duy Nguyễn sẽ thay đổi bản thân mình để không phụ lòng kỳ vọng với tất cả mọi người, những ai đã từng là fan Duy Nguyễn, khách hàng Duy Nguyễn, hay người quan tâm với Duy Nguyễn, hay là anti fan, nhất là các bạn anti fan, Duy Nguyễn sẽ cố gắng cho các bạn thấy một hình ảnh Duy Nguyễn rất khác, để từ đó các bạn có cái nhìn nó thiện cảm và nó ủng hộ Duy Nguyễn nhiều hơn. Cảm ơn anh vì những chia sẻ. Thì em vừa nhận được một thử thách của ban tổ chức dành cho anh ạ. Đó là một mini game nhỏ thôi, trả lời nhanh những câu hỏi thôi, đơn giản lắm anh. Thì em được phép xin phép hỏi anh là màu sắc yêu thích của anh là gì? Màu sắc yêu thích của anh hả? Màu đỏ. Vì sao ạ? Vì đó là màu của Tổ quốc. Thứ hai, món ăn yêu thích của anh là gì ạ? Món ăn yêu thích của anh hả? Protein. Anh có thể chia sẻ về thực đơn của một streamer nó như thế nào? Nó khó hơn thực đơn người bình thường rất là nhiều. Nhưng mà căn bản anh sẽ chia sẻ với các bạn là thực đơn của streamer là gồm những thức ăn xanh sọc và đẹp. Xanh sọc và đẹp ở đây có nghĩa là ít mỡ, ít chất bột, ít chất đường, đó, nhiều protein và chế biến đơn giản, không nhiều gia vị. Đó, và trong một cái công việc hàng ngày thì anh không thể nào ăn được như vậy đâu. Ai nấu cho mà ăn, mẹ anh nấu thì mẹ anh cũng mệt vậy. Nên anh phải nhờ có những cái lượng thực phẩm bổ sung là protein sạch để nó cân bằng vào cuộc sống và nó tiện. Giống như anh đến đây anh phỏng vấn cái chương trình này thì đâu có kịp ăn đâu. Anh thậm chí anh còn chưa clear là hôm nay có chương trình phỏng vấn, anh nghĩ là mấy ngày sau thì sao thôi. Xong rồi cái ekip của anh mới nhắn anh, cái đùng phát một nhắn trước có 2 tiếng đồng hồ thôi. Anh đâu có kịp ăn gì đâu, cứ uống sữa xong rồi duy trì, xong rồi tới đây tham gia chương trình về tiếng sau. Nếu như vậy thì một bữa ăn cơ bản mà mình nấu thì anh tự nấu hay là có ekip hay là đã nấu cho anh? Thường là mẹ nấu cho, còn không có thỉnh kêu ngoài này. Rồi chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Thì một ngày nào đó anh có thể là mình vào bếp và mình tự nấu một món cho mình, không nhờ mẹ được không? Chắc nấu được mì tôm với luộc trứng. Nó hồi ngày xưa đó, thì anh tự lập rất sớm.
Tại ngày xưa gia cảnh của anh nó nghèo lắm, mẹ anh phải đi làm thuê cho người ta, bỏ anh ở nhà con mình đó, thì anh phải tự đóng hết. Đó là hồi xưa thôi, hồi nhỏ, hồi năm mà từ 6 tuổi cho tới 12 tuổi là anh tự lập rất là ghê. Rồi xong rồi khi mà lên đây học đại học rồi đó, thì anh như tỉnh mà, lên đây học đại học thì cũng ở trọ, rồi xong rồi cũng cơm hàng cháo chợ đến nó quen tới giờ. Thì bây giờ cứ muốn gì ăn đó, thì một là mẹ nấu, hai là đi mua thôi à. Chứ giờ kêu anh dùng bếp nấu chắc nấu được hai món như là anh kể cho nghe. Với một streamer thân hình rất đẹp và vạm vỡ như này thì có lần nào mà anh bị ốm mà gọi như một lần nhớ đời luôn anh? Ốm mà lần nhớ đời chứ không phải bị mổ đục thừa thôi. Có một lần anh bị mổ đục thừa, anh nằm 15 ngày. Dạ. Nó bị nhiễm trùng luôn, tưởng chết rồi em. Nhưng mà hên là sống được á. Còn mấy cái lần ốm mà cảm bình thường thì ngại hết. Dạ. Cảm thì ai cũng có thôi nhưng mà ngại hết. Không có lâu. Dạ. Và em đã tiếp tục nhận thêm những câu hỏi nữa, có lẽ là ban tổ chức ngày hôm nay rất là hứng thú với những câu chuyện mà anh chia sẻ, nên là anh sẽ trả lời thêm 5 câu hỏi nữa. Thoải mái 50 câu anh trả lời vẫn được, tại vì anh là một streamer rất là mạnh. Ban tổ chức muốn hỏi anh là anh có định thay đổi kiểu tóc hay không? Cái câu này ngày trước là 3 triệu đó. Cái câu này ngày trước là 3 triệu. Tại vì đơn giản đó là cái sở thích cá nhân mà các bạn xây vô quá nhiều thì là 3 triệu, nên vlog rất là nhiều người hỏi về tóc. Nhưng mà nhân đây, hôm nay trên chương trình này thì Duy sẽ nói nha. Thường á, thì một streamer hay một giám đốc á, người ta sẽ chọn kiểu tóc được cấp, kiểu tóc ngắn, gọn, vuốt keo. Anh là sẽ đi ngược lại xu hướng. Anh chọn một cái tóc dài, kiểu tóc lãng tử của Đan Trường ngày xưa. Để cho anh đi đâu, anh làm cái gì, anh cũng muốn mình nó có một cái sự độc và lạ so với phần đông kia. Nên cái quan điểm của anh tóc thì có thể đổi kiểu, nhưng mà cái độ dài chắc chắn là không đổi. Tại vì biết sao, anh để cái kiểu tóc dài dài để anh dưỡng 2 năm nó mới ra. Ngày trước anh cũng để đầu đinh rồi. Anh phải dưỡng 2 năm tới 3 năm nó mới ra được dài vậy, mà giờ chưa anh đổi một phát, anh bút xa cái là cái em là con gái em mà nói tóc được, anh đàn ông sao nói được. Đúng không? Thì mình đợi thêm 2 năm nữa. Thì đó, thì tại sao phải rủi ro mà đi đổi kiểu tóc chi? Bí quyết để anh giữ muối cơ thể. Thì đó, ăn lean và uống những loại thực phẩm bổ sung này. Tại những loại thực phẩm bổ sung này nó có cái là nó tiện và cái lượng calorie nó thấp hơn rất nhiều so với thức ăn. Em ăn một tô phở là 600 calorie nhưng mà dinh dưỡng trong tô phở nó không cao. Còn anh uống một gói thôi, gói sức thực phẩm bổ sung á là có 300 calorie thôi mà dinh dưỡng nó cao hơn. Nên cái đó là nó giúp cho chúng ta không mập. Và trong cuộc sống chúng ta nên năng động, đi bộ khi có thể, đi thang bộ khi có thể. Chứ không bao giờ mà đi từ 1-2-3 lầu mà đi thang máy. Anh đi thang bộ, anh thích vận động hàng ngày để nó tạo cho sự linh hoạt và độ khỏe cho cơ thể. Có một câu hỏi mà cũng được quan tâm nhiều là anh cận mấy độ ạ? Thật sự nói với mấy bạn chứ ngày trước mắt anh 10/10. Rồi không biết cái anh mua cái kiếm ở ngoài đường á, cái kiếm mà nó bán ở ngoài đường, nó đeo cái tối cho nó đẹp trai. Đó, hồi lúc đó anh sinh viên, anh đeo dừng mấy tháng thôi, cái nó lên con lọn với con cận. Nên cái kính của anh đó nó vừa lọn mà nó vừa cận, mà có một độ à, độ với một con 0.75. Đó, mà cái cảm giác lọn mà ra đường mà buổi chiều mà lúc 5 giờ 6 giờ nó nhè. Cái đèn giao thông nó không đọc được số đâu, chỉ biết nó màu gì thôi, cho nó khổ lắm, anh thay đeo kiếm. Nhưng mà với thằng giờ chia sẻ riêng em thôi chứ không muốn nói cho bạn biết, đó là anh cũng già rồi, anh cũng muốn anh đeo kính để cho nó có một gì đó nó tri thức. Dạ. Chứ không mà nó si mơ quá. Dạ, em cũng không nói với các bạn biết đâu, anh xin yên tâm. Dạ. Có một thử thách nữa rất là dễ thương từ ban tổ chức là anh hãy tạo 5 dáng mà nghĩ là đẹp nhất ngay trên sóng live stream ngày hôm nay luôn. Năm dáng hả? Dạ. Ngồi được không? Hay là ngồi được không? Một dáng. Không. Cơ bắp thì anh khoe cơ bắp đi. Khoe cơ bắp thì khoe rồi. Đứng được không hay là ngồi thôi? Ngồi thôi không? Ngồi á, muốn khoe cơ bắp là chống tay nè các bạn. Đó. Nãy giờ bao nhiêu dáng rồi ta? Em ba rồi. Ba thôi. Ba rồi. Rồi xong. Qua đây ngồi nhìn em khoe cơ lưng. Đúng không? Rồi giả bộ hứa gì đó mình gãi lên cái. Đó, mình gãi lên cái, mình khoe cơ ra đây nè. Đó. Rồi xong ví dụ như mình giúp đỡ em muốn làm gì đó, ví dụ nâng tạ hay cầm điện thoại gì đó nâng lên khoe chuột. Thấy không dây điện không? Đó là khi là mình là một streamer thì mình có những cái cách mình khoe cơ khéo léo. Hoặc là khiêu khích, nói chung hay khích bằng cách. Có những cái trang phục mình là một streamer như anh nói là khoe cơ rất là khéo léo vậy, thì bây giờ em đố anh những biểu cảm dễ thương mà khéo léo. Những biểu cảm dễ thương mà khéo léo là sao? Trên gương mặt, những biểu cảm cute dễ thương trên gương mặt. Cái đó thì thôi, cái đó là thế yếu của anh rồi. Thì đó mới là thử thách dành cho anh. Không làm được. Cái đó là thế yếu của anh rồi.
làm sao mình có thể biểu cảm cute được. Bây giờ thằng chứ anh giờ anh già rồi, nó biết cute là gì đâu. Thấy mấy bạn làm vậy nè, đúng không? Vậy không? Vậy này không? Rồi đó, mở thì không? Anh làm cho nó không nhìn được, nó ghê lắm. Thí dụ á, em kêu anh làm với ôm thì ok, anh rất tự tin. Thí dụ anh nằm trên giường anh ngã cái tay ra thôi là nguyên cái này của anh là thành một cái gối vĩ đại luôn á. Thành một gối vĩ đại mà không ai có thể làm được, mà chỉ có Zimmer mới làm được thôi, cái đó rất tự tin. Còn bây giờ em kêu anh biểu cảm khuôn mặt cute thì thử đi anh. Ừ, đây trong thử anh Duy làm mấy cái rồi. Mặt cute thì các bạn khán giả có thêm câu hỏi nào muốn gửi cho anh Duy Nguyễn không thì chúng ta cùng comment nhé. Anh thấy có một đống nữa rồi kìa. À, và trên tay Đức Dung là những câu hỏi tiếp theo dành cho anh Duy Nguyễn. À, câu hỏi là được biết anh hay sang Mỹ thì không biết là anh có dự định có, tại vì đối tác của anh bên Mỹ nhiều mà anh phải sang Mỹ thăm đối tác, thăm dây chuyền sản xuất rồi này nọ, tìm kiếm sản phẩm mới, rồi thậm chí có thể anh sản xuất sản phẩm bên Mỹ để anh đem về Việt Nam phân phối. Dạ. Có kế hoạch mở thêm chi nhánh bên Mỹ? Mở thêm chi nhánh bên Mỹ thì trước anh cũng nghĩ á, nhưng mà anh nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà thấy nó khá là khó khăn. Tại vì thứ nhất đồng lương quản lý này nọ khi mình sao quản lý rất là khó, mà bất đồng về ngôn ngữ và luật pháp nữa, nó hơi khó khăn nên chắc là còn rất là lâu mới mở chi nhánh bên Mỹ. Nhưng mà nhiều khi mở nhà máy bên Mỹ thì có thể nó sớm hơn, tại vì nhà máy thì mình dễ dàng, mình mua cổ phần này nọ kia thì đơn giản so với mình mở một công ty bên Mỹ. Các bạn khán giả có câu hỏi nào muốn đặt cho anh Duy Nguyễn không ạ? Có một còn nữa kìa. Khó quá bạn ơi. À, ban tổ chức muốn đố anh là bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Bệnh gì bác sĩ bó tay? Bệnh gãy tay. Dạ. Câu hỏi này quá là dễ đối với anh rồi. Em hỏi gài. Có một câu hỏi nữa câu này à. Chắc là khó với anh đó. Thật chứ. Bà đó bà chết bà bay lên trời. Hỏi bà ấy chết bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết? 73 tuổi. Tại sao ạ? Bả bài không có cơ hội làm khóa Duy Nguyễn rồi. Có một đèn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm hỏi chết bao nhiêu con? 15 con. Quá dễ đúng không? Em đố anh là con gì ăn lửa với nước than? Lửa với nước than. Con gì ăn lửa hả? Dạ đúng rồi. Con gì ăn lửa với nước than? Nước than. Con gì lại vậy trời? Có gợi ý không? Con này khó nha. Con gì ăn lửa? Cái này nó là làm khó chứ anh kìa. Con ăn lửa. Ăn lửa mà với nước than. Chắc chắn nó không phải là con gì gần chúng ta. Nước than là nước gì? Con chịu thua đi. Dạ, con đó chính là con tàu. Đúng không anh? Con gì? Con tàu. Tàu. À, tàu lửa đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thua. Để em xem, đây tổ chức có rất nhiều câu đố dành cho anh. Trời ơi, chơi gì chơi đố nữa. Có con kiến bò lên tay con voi, nó nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi mình lăn ra chết? Nói gì? Em có bầu với anh hả? Dạ đúng luôn hả? Anh có gặp trường hợp này chưa mà chết là nhanh không hả? Anh có nghe con thỏ, con chuột chứ con voi thôi. Rất là thú vị. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là quả gì? Bỏ gì? Bỏ ngoài nướng trong mà ăn ngoài bỏ trong. Bỏ bên ngoài nướng bên trong, nhưng mà mình ăn bên ngoài bỏ bên trong. Thôi ra mà trâu chi cho tốn máu chịu thua. Ăn bắp nướng hả? Bắp nướng hả? Bỏ ngoài nướng trong là bỏ cái vỏ. Đúng rồi, bắp. Uh-huh. Trước khi đến câu hỏi mới thì mình cũng xin góp ý một chút xíu. Mình thấy rất nhiều người hỏi là đố anh Duy Nguyễn bế được chị MC lên trong vòng 30 giây. Cái này tự tin à? Cái này thì mình xin góp ý cho ban tổ chức thôi. À, thôi thử thách này mình bỏ qua nha mọi người. Thử thách này MC chịu thua rồi nha các bạn. Em chịu thua. Nhưng mà có một thử thách thì không biết anh Duy Nguyễn có chịu thua hay không. Là hãy làm một đoạn thơ thả thính. Một đoạn thơ thả thính ngay tại sóng livestream hôm nay luôn. Thơ thả thính là tâm trạng bây giờ thơ gì nổi cho nên. Thơ sao?
còn tâm trạng bây giờ anh chưa 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 hoàn hồn sau sự cố vừa qua nữa. Anh đến với ai với em là anh cũng ráng gượng lắm rồi, bây giờ thính nào nữa, bây giờ không có gì mà có thể làm anh có thính nổi đâu. Để em mở trên mấy cái page của anh coi. Em vẫn chưa nhận được những câu hỏi thú vị nào từ khán giả, nhưng mà ban tổ chức thì liên tục đưa ra những thử thách và những câu hỏi hóc búa dành cho anh Duy Nguyễn. Kìa, thơm MC một cái coi kìa. Như vậy thì mỗi lần mà anh ra đường đi làm thì anh mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị? Anh đơn giản lắm, thường thì đi làm thì anh chỉ đâu có gì đâu chuẩn bị, anh vệ sinh cá nhân xong phát bộ đồ xong đi làm luôn à. Nãy em nghe anh kể là chỗ phát bộ đồ đó rất là thú vị, thì có ekip đằng sau phụ anh nữa. Không, những cái bộ đồ lên sóng kìa. Ví dụ như khi mà lên sóng trên đài truyền hình kia đó thì những bộ đồ đó nó mới đặc thù, còn những bộ đồ anh mặc bình thường là tự anh mặc vô tự anh cởi là được. Đã lần nào anh khóc chưa? Và lần gần nhất anh khóc là vì lý do gì? Thật sự từ nhỏ tới lớn thì anh cái khóc mà khóc chủ động á là anh chưa có, từ khi nhỏ quá mà không ý thức được bị mẹ đánh á thì khóc thiệt, còn khi mà anh đã ý thức được rồi thì anh chưa bao giờ một lần anh khóc chủ động, nhưng mà nước mắt thì cứ 2-3 ngày nó có nó tuôn ra thôi, chứ còn khóc chủ động vì một lý do đó thì chưa khóc. Anh rất là kiên cường. Vậy là gần đây là không có lý do nào để anh lớn rồi khóc gì nữa em. Dạ, như vậy là ban tổ chức không làm khó được anh Duy Nguyễn rồi. Hỏi nhiều vô các bạn ơi, muốn coi nhiều hơn. Có một bạn fan, nhưng mà bạn ấy không hỏi gì anh à. Anh đọc thơ của anh Duy Nguyễn được không? Nếu mà muốn đọc thơ đó, thì anh chỉ muốn đọc bài Việt Nam tôi đây. Dạ anh có thể sẵn sàng đọc luôn không cho các bạn? Rồi được, nhưng mà đã là thơ về đất nước thì anh không muốn sai một cái chữ nào. Dạ, dạ. Đó nên anh muốn là bây giờ mặc dù thơ làm đó, nhưng mà bây giờ không muốn sai một chữ nào thì anh sẽ nhờ ekip gửi lại bài thơ gốc cho anh để anh cầm điện thoại anh đọc cho nó chắc. Chứ bây giờ anh sợ cái gì đó nó sai cái nó rất là nguy hiểm cho anh. Dạ. Vì trong lúc chờ ekip của mình chuẩn bị bài thơ thì anh chia sẻ thêm về những lần căng thẳng thì anh giải quyết như thế nào, có sở thích gì đặc biệt để xử lý không? Đã là một swimmer thì căng thẳng thì thường thường anh đi chọn đi tập gym. Anh tập gym lúc đó không suy nghĩ gì cả, anh chỉ lo tập thôi. Còn hoặc là anh đi dạo, anh đi ra ngoài, anh đi ăn uống và nhìn cảnh nhìn đời để cho nó xua tan bớt căng thẳng. Đó là những cách giải quyết thường ngày qua. Lúc nãy nhân viên của anh có chia sẻ là anh không thể tự gãy lưng được. Vậy thì những khi mà ở một mình thì anh xử lý cái vấn đề này như thế nào? Nói chung thì chắc đó hơi dịp hạn quá, làm gì gãy được. Làm gì gãy không được. Ekip cũng rất là biết cách gì mình. Rồi, bây giờ xin ít phút để đọc bài thơ. Dạ. Việt Nam tôi đây. Đó là cái bài này Duy làm cách khoảng 2 năm rồi. Và nó được phổ nhạc, mà cũng là một cái bài nhạc khá là nổi tiếng. Việt Nam tôi đây triệu nhiều. Việt Nam tôi đây triệu người con yêu nước. Phấn đấu chung lòng, quyết học tập mưu sinh. Vất vả gian lao, nhưng đậm nghĩa nặng tình. Dân tộc ta cùng chung tay đoàn kết. Việt Nam tôi non sông hình chữ S, cả ba miền chung nhịp thở phu thê. Du khách ngàn xa thôn quê đến thị thành, sự thật quê hương đâu như nhiều người lầm tưởng. Không phải bài này, bài này phổ nhạc rồi, đứa bảy không à, cái bài này phổ nhạc. Thì anh xin giải thích một chút xíu là tại sao anh không đọc tiếp, tại phổ nhạc là nó là lời nhạc, nó không có đúng, nó không có hùng hồn, nó không có dũng đó. Còn cái bài thơ á, anh muốn đọc thơ là tại trong những cái bài thơ đó có những cái vần thơ nó khẳng định, đọc nó tự hào. Rồi anh sẽ đọc lại cho các bạn. Việt Nam tôi đây triệu người con yêu nước, phấn đấu chung lòng, quyết học tập mưu sinh, vất vả gian lao nhưng nặng nghĩa đậm tình, dân tộc ta cùng chung tay đoàn kết. Việt Nam tôi non sông hình chữ S, cả ba miền chung
cho nhịp thở phu thê, du khách quốc tế thành thị đến thôn quê, sự thật quê hương phải đâu tờ báo Mỹ. Việt Nam tôi đây, những công trình thế kỷ, địa ốc đầu tư, dân trí tăng nhanh, những tượng đài vinh dấu ấn cha anh, đánh đuổi ngoại xâm cho ngày nay được sống. Và giờ đây, nơi đảo xa biển sóng, bộ đội ngày đêm giữ lãnh thổ biên cương, những ngư trường truyền thống của quê hương, Việt Nam tôi đang ngày đêm bám giữ. Dòng máu Lạc Hồng đã ban danh thiên sử, tự hào làm sao một đất nước bình yên, an sinh giáo dục mọi thứ nào tự nhiên, mà phải do toàn dân ta đóng góp. Ai cũng muốn nước mình là phải tốt, nhưng ích kỷ chỉ đòi hỏi quá nhiều, xin ăn nhát làm cống hiến được bao nhiêu, mới nửa đời người mà cứ so Pháp Nhật. Là con Việt Nam hãy nhìn vào sự thật, ngoại tệ đầu tư cứ tăng trưởng ào ào, độc lập ấm no nào phải giấc chiêm bao, ngoại cao vút cao, ngoại giao vút cao trên trường quốc tế, chả mất cho ai và ngàn sao vẫn thế, mãi cứ hiên ngang và phát triển từng ngày. Đó là cái bài Việt Nam tôi đây. Một bài thơ rất là hay. Tiếp tục quay lại với những câu hỏi mà ban tổ chức muốn dành cho anh. Thì có nhiều người có một cái nỗi sợ rất là... có những người là sợ cơ bắp. Đúng. Có nhiều bạn gái sợ cơ bắp. Đúng. Và em cũng là một người. Đúng. Anh hiểu đó mà. Cơ bắp thì đẹp nhưng mà... cái gì nó bắp quá thì cũng chính là xác. Sợ. Dạ. À. Vậy nên là khi ra đường thì đã, anh có gặp trường hợp nào mà thấy cơ bắp sợ rồi né anh chưa ạ? Trước khi trả lời câu hỏi này em chia sẻ chút xíu, bởi vì anh cũng đồng ý quan điểm với em luôn. Anh cũng phụ em hội chứng sợ cơ bắp mà, nên anh mới khuyên những cô bạn gái của anh đó, bạn gái của anh mới nói vậy nè, thôi anh ghi anh tập gì anh đẹp quá trời rồi, anh đừng có bự nữa nha, anh bự để em sợ. Nên họ lấy cái hình mẫu của anh ra làm chuẩn, vậy là vừa không bự không nhỏ đó. Còn những cái người mà người ta bự quá trời luôn thì nhìn nó mới nó con gái sợ thiệt, cái đó là tâm lý mà. Nên anh cũng không muốn đi theo cái trường phái đó nữa. Cái trường phái của anh là gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Tức là mình tập thể hình để mình phục vụ cho cuộc sống của mình, nó mang lại những điều tốt đẹp cho mình, chứ không phải mình tập thể hình để cho mình chỉ duy trì cuộc cơ nó bự, mà mấy cái điểm khác của mình nó bị thiếu. Nên anh cũng muốn khuyên các bạn là tập thì xác định mình tập vì cái gì cái đã, phải xác định mục tiêu rõ ràng. Chứ ví dụ như các bạn nhân viên văn phòng mà các bạn cố gắng tập cho nó bự để thỏa mãn cái nhu cầu ích kỷ cá nhân, trong khi phần còn lại của xã hội người ta không đồng tình, thì các bạn sẽ không tốt để phát triển cho tương lai sự nghiệp. Hồi trước đi học thì anh học giỏi nhất môn gì và dở nhất môn gì ạ? Thì thật lòng mà nói thì anh học cũng khá là đều. Dạ. Nên con người anh ngày xưa thi học anh thi được nhiều khối lắm. Chỉ có môn công giáo dục công dân này nó làm biến một chút. Nó hơi làm biến một chút nên điểm nó không có cao. Nó chỉ 7-8 điểm thôi. Đó. Còn mấy cái môn kia của anh đó thì anh học rất là đều. Cái đó thì anh chia sẻ thật. Mà mấy bạn cười thì anh cũng hiểu là ý của mấy bạn luôn, nhưng mà không sao. Đối với người nó làm sao? Khi mình live stream thì cũng có những sự cố xảy ra, thì đã trải qua những sự cố đó thì hiện tại anh có một cái nỗi sợ gì không anh về những sự cố đó? Thật ra nếu mà mình sợ thì mình không làm gì nữa hết. Còn anh nghĩ một cái con người á, người ta có bản lĩnh á thì người ta phải vượt lên nỗi sợ. Người ta thấy sai ở đâu người ta sửa ở đó. Và anh cũng không muốn người thân, gia đình, bạn bè hay là nhân viên của anh nó cảm thấy sếp là một cái người gì đâu mà dễ gục ngã, sếp mà cứ sợ nhận sai nó mới khó, sửa sai nó mới khó, chứ để đâu mà sợ rồi đi luôn thì đối với anh nó không khó. Nên anh nghĩ là mình không được phép sợ, mà mình chỉ sợ là sợ bản thân mình không vượt qua thôi. Xin chào anh Duy. Nhiều câu hỏi anh về thời sinh viên. Hồi còn đi học thì anh có giỏi ngữ văn không anh? Ngữ văn nó có hai loại nha, ngữ văn Việt với ngữ văn Anh. Thì ngữ văn Việt đó thì anh khá là có năng khiếu. Nói chung là anh cũng rất là tự tin ở khả năng ngữ văn của mình, về cách cảm nhận văn học, về cách cảm nhận thơ văn này đó. Đó. Và trong những cái phần thơ văn anh thích nhất thời đi học đó là phần thơ mới, phần thơ của Xuân Diệu và Hồng Tử đó. Thì cái phần thơ đó nó tạo lên một con người anh, một cái chàng trai nó lãng mạn, nó này nọ kia. Rồi tới phần lớp 12 là anh rất ấn tượng và phân tích rất là sâu sắc những cái phần thơ cách mạng, đúng không?
thơ xưa thường trụ thiên nhiên đẹp, mây gió trăng hoa tuyết núi sông, nay ở trong thơ nên có thép, vần thơ cũng phải viết xuống không, nhà thơ phải xuống. Tức là bây giờ thơ ca là từng từng nhà thơ là một chiến sĩ, mà một đoạn thơ là một ngòi bút đấu tranh. À, thì anh thích thích cái gì đó, anh thích cái suy nghĩ đó, và anh cũng rất là thích thơ, thích văn. Nên ngữ văn á thì anh rất là ngữ văn Việt thì rất là tự tin. Còn vấn đề ngữ văn Anh á thì anh thừa nhận là anh sinh ra miền quê, ngày xưa học miền quê mà học tiếng Anh á là nó như nhau thôi à. Các bạn mà từng học ở quê mà các bạn nhỏ tuổi anh các bạn còn đỡ. Còn cái thời của anh 8X năm 85 á là cái phần ngoại ngữ nó khá là khó khăn, mà lên Sài Gòn anh phải tu bổ rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thì một người yêu văn yêu thơ như vậy tại sao lại thi khối A thế này? Tại vì yêu văn yêu thơ là cái tố chất lãng mạn trong người anh thôi. Còn anh nghĩ á, cái này anh nghĩ thôi nha, là thanh niên thì thi hoặc phải chơi khối A hoặc không khối B. Cái thời đó làm vậy á, nhất y gì vượt tạm được bách khoa gì mà cái năm 2000 của anh á là cái năm mà anh lên Sài Gòn á, đi ngang những cái trường đại học, anh thấy cái sự cổ kính uy nghiêm này nọ kia, thì anh đã chọn khối A thôi. Anh cũng khá là mạnh khối A, mà thầy cô lúc đó thì cũng khuyên khối A, mà nói chung là đàn ông mà nó thể hiện là thầy có khối A, chứ giờ thi khối C chắc. Trong thời điểm đó mà thi khối C chắc bạn bè nó cũng cười. Chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream hôm nay nhé. Và câu hỏi tiếp theo là sau sự cố vừa rồi thì có rất nhiều YouTuber theo trend của anh để làm clip, trong đó có rất nhiều clip hướng dẫn dư luận sai hoặc là gây qua thì anh Duy có nhắn nhủ gì đến những đối tượng đó hay không? Thì anh chỉ nói một số câu sau đây thôi. Tức là YouTuber là làm để kiếm tiền quảng cáo, làm để tạo tên tuổi, đúng không? Nhưng mà khi á, mà các bạn kiếm tiền trên giọt máu của người anh em á, thì cái đồng tiền đó nó có đẹp hay không? Cái đồng tiền đó nó có quân tử hay không? Đó. Và cái hành vi đạp trên một người ngã ngựa nó như thế nào? Thì các bạn tự suy nghĩ. Còn riêng cá nhân Duy á, mà là người cái đối tượng mà chịu ảnh hưởng trực tiếp đó, khi thấy là những bạn YouTuber bỏ công ăn chuyện làm, bỏ này bỏ kia ra đứng trước, tụ tập trước cửa nhà của Duy để quay livestream để này nọ tất cả các thứ đó để mình kiếm tiền ở sự việc này á, thì như thế nào thì không dám nói, thì các bạn nghĩ. Và sau đó cũng chưa dừng lại ở đó, cứ lạng lạng trước nhà trước cửa của Duy chụp hình quay phim ngày cứ sáng trưa chiều tối á, làm chừng 3-4 lần như vậy đó, thì các bạn nghĩ như thế nào về những đồng tiền đó? Và các bạn nghĩ như thế nào về cái việc làm như vậy, mà trong khi việc làm của các bạn nó trên góc độ pháp luật á, là theo hiểu biết của Duy á, là các bạn vô tình các bạn đang thách thức pháp luật và các bạn đang gây mất trật tự an ninh đó, gây mất trật tự an ninh cho khu phố, cho địa phương này nọ, trước cái thềm năm nay có sự kiện rất lớn là đại hội đảng đó, đang muốn cho địa phương đó yên bình này nọ kia đó, mà cái chỉ vì một tính hiếu kỳ thôi. Ví dụ một cái tính hiếu kỳ cho các bạn gây ra những cái việc đó thì Duy không dám nhận xét nhiều, tại Duy cũng đang là nhà chức năng đó, Duy chỉ là người bình thường thôi, ai cũng có gia đình, ai cũng có cuộc sống và ai cũng chuẩn bị hướng tới một cái Tết nó yên bình, nó yên lành. Thì thay vì thời gian chúng ta kiếm những đồng tiền để chúng ta mua quà cho mẹ cho cha chúng ta cái mùa Giáng sinh, cho em nhỏ cái mùa Tết sắp tới, thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Thì đó là chỉ những lời mà Duy Nguyễn gửi gắm thôi, chứ Duy Nguyễn cũng không dám dạy ai. Tại vì mỗi người ta lớn hết rồi, người ta đều có suy nghĩ của mình. Còn thông qua chương trình này á, thì những cái gì Duy đã nhận sai, Duy sẽ nghiêm túc sửa sai và cho các bạn thấy rằng Duy sẽ sửa sai được, chứ không phải là những lời nói suông để cho nó gọi là nó yên dư luận. Và tại Duy Nguyễn là người một con người nó có nhiều cái khía cạnh, mà các bạn thấy một cái khía cạnh đó Duy sai chấp nhận, thì không biết nói gì hơn, chỉ để thời gian trả lời cho cái lời nói của Duy ngày hôm nay. Cái đó là các bạn nói đùa thôi. Anh thứ nhất anh không làm đến bất động sản, nhưng mà anh có kiến thức. À, là con của ông Trùm chứ không phải là thôi. Nếu mà con của ông Trùm thì chả cần phải đi làm đâu, chả cần phải làm một ngày 16 tiếng, mà anh thay đùa với các bạn là tôi chả cần phải làm, tôi cúi mượn tay luôn á. Nó anh làm việc, các bạn nào fan theo dõi anh đó là biết anh làm việc bất kể tối ngày tối đêm, các bạn nhắn tin lúc nào trả lời được khách hàng, nhắn tin lúc nào cũng support. Đúng không? Đáng lẽ là việc bạn giao cho nhân viên rồi, nhưng mà các bạn thích, bạn quý, đừng nhắn tin trực tiếp cho ông boss luôn để con trả lời sau. Một ngày làm việc không bao giờ một ngày nào dưới 12 tiếng như em á. Nên mà anh mà có ông bố mà to như vậy á, thì thôi đi làm được cái gì.
anh đi mua xe, anh siêu xe, anh mua này mua kia, đi hưởng thụ du lịch, du thuyền rồi này nọ kia thứ. Nhưng mà tại vì tại sao có cái chữ bất động sản ở đây? Tại vì anh có làm một cái series về kiến thức bất động sản, tức là đi mua đất, coi đất làm sao, coi nhà sao, định giá làm sao, sổ đỏ, sổ đen gì đó làm sao. Nên các bạn nghĩ rằng anh làm tên bất động sản, khổ muốn chết luôn các bạn ơi. Cảm ơn MC xinh đẹp Bích Dung, cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn fan của Tin TV và fan của Duy Nguyễn, rất đồng hành tin.vn rất đồng hành cùng chương trình, và hy vọng có những cái chương trình sau sẽ bổ ích hơn, gửi những cái thông điệp cho các bạn trẻ để hiểu hơn về Duy Nguyễn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.